Xin chào khán giả của Đồng Hồ Duy Anh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với bạn một tuyệt tác tới từ Seiko, một thương hiệu đồng hồ Nhật Bản đã làm say mê biết bao thế hệ. Chiếc đồng hồ này không chỉ là một phụ kiện thời trang mà còn là một biểu tượng của sự chính xác, tinh tế và bền bỉ. Với thiết kế độc đáo, bộ máy mạnh mẽ và chất lượng vượt trội, chiếc Seiko này hứa hẹn sẽ là một người bạn đồng hành đáng tin cậy trên mọi hành trình của bạn. Hãy cùng mình khám phá những điều thú vị ẩn chứa bên trong em nó với mã quốc tế là SPB417G1. Dòng sản phẩm Freeset có một vị trí thú vị trong thế giới đồng hồ của Seiko. Nó nhằm mục đích là làm nổi bật trình độ chế tạo đồng hồ của Seiko bằng cách kết hợp gu thẩm mỹ truyền thống của Nhật Bản với các kỹ thuật hiện đại. Kết quả là Freeset được nâng tầm so với các sản phẩm Seiko tiêu chuẩn với cách hoàn thiện tiên tiến hơn. Hầu hết sản phẩm đều có hơi hướng sang trọng. SPB417G1 thuộc dòng Freeset với mặt số đầy hấp dẫn sẽ thể hiện được nhiều kỹ thuật hoàn thiện khác nhau của các nghệ nhân chế tác Nhật Bản. Khi được giới thiệu cách đây 3 năm, dòng Freeset Sub-Edge Series mang lại sự tương đồng với một chiếc đồng hồ sang trọng Grand Seiko, nhưng ở mức giá dễ tiếp cận hơn. Điều mang lại tên gọi cho dòng Sub-Edge là sự kết hợp giữa vỏ góc cạnh, sắc nét nhưng khá cổ điển, với mặt số có họa tiết thể hiện văn hóa Nhật Bản, cũng như các kim và cọc số phản chiếu ánh sáng và dễ đọc. Một trong những tính năng quan trọng mới của SPB417G1 là các cạnh được đánh bóng như gương trên vỏ đồng hồ, giúp giảm độ dày của vỏ. Mẫu đồng hồ này có mặt số là 40,2mm, lắc tu lắc là 47,4mm và độ dày là 13,5mm, phù hợp với hầu hết cổ tay của người Việt Nam. Vỏ vẫn được chế tác từ thép không gỉ với lớp bảo vệ độc quyền của Seiko, hay còn gọi là lớp phủ siêu cứng. Ở phía bên phải, bạn sẽ tìm thấy một núm vận đẩy xuống được trang trí bằng chữ S. Mặc dù bản chất góc cạnh của vỏ khiến cho thiết kế này độc đáo hơn, nhưng nó vẫn giữ nguyên phong cách truyền thống. Viền mỏng được đánh bóng bao quanh mặt kính sapphire hình vòm. Một trong những phần thú vị nhất của SPB417G1 là cách xử lý mặt số. Nổi bật với hoa văn có tên Asanoha, với thiết kế hình học phức tạp được lấy cảm hứng từ lá cây gai dầu. Nó được sử dụng trong nhiều thế kỷ, kể từ thời Heian hơn 1.000 năm trước, nơi nó được tìm thấy trên nhiều loại vải dệt của Nhật Bản. Họa tiết này được thể hiện ở dạng 3 chiều, trong đó Seiko đã sử dụng kỹ thuật dập, chuyển màu và một lớp phủ đánh bóng mang lại chiều sâu và sự nổi bật với màu sắc Aitetsu hoặc màu tràm. Các cọc số với thiết kế góc cạnh phản chiếu ánh sáng khi bạn xoay trên cổ tay. Tuy nhiên, mặt số không chỉ có hoa văn mà còn có hai tính năng khiến cho chiếc đồng hồ này trở nên khác biệt, đó là khẩu độ trái tim mở và mặt số phụ hiển thị 24 giờ. Open Heart có đường cắt thú vị phản chiếu họa tiết Asanoha để lộ các bộ phận chuyển động ở bên dưới. Bạn có thể thấy bánh xe cân bằng và pallet đang chuyển động bền bỉ bên trong. Tính năng độc đáo thứ hai là mặt số phụ được hoàn thiện rất đẹp hiển thị 24 giờ ở vị trí 6 giờ. Các cọc số vòng tròn đồng tâm và hiệu ứng ánh nắng tạo thêm điểm nhấn cho thiết kế tổng thể. Qua nắp đáy bằng kính sapphire, bạn sẽ thấy được bộ chuyển động 6R5G mới của Seiko có thể lên dây có tay với 24 chân kính. Khi lên dây đầy đủ, đồng hồ có mức dự trữ năng lượng kéo dài trong 72 giờ và độ chính xác khoảng cộng trừ 20 giây mỗi ngày. Sản phẩm mới của dòng Freeset là một thiết kế sang trọng và được hoàn thiện tốt. Nó mang đến những cải tiến hơn nữa cho dòng sản phẩm vốn đã hấp dẫn này. Nếu bạn đang tìm kiếm một chiếc đồng hồ Nhật Bản với phong cách truyền thống sang trọng, thì bạn có thể tham khảo chiếc Freeset SPB417G1 này. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.